đó đó. Chỉ tay rồi nha, đó. Này yêu đời. Mua nhiêu anh Khoa? Không có chuyện. Cái gì? Không có chuyện. Ây da, trời ơi, chết nè. Trời ơi, bị gì vậy? Cái chân đi, cái gì chị năm chục. Bi ơi, có bánh tráng nè, Bi bán bánh tráng nè. Đó, hôm nay Bi bán bánh tráng nha cả nhà. Nhiêu bịch nha Bi Bi? 50 nè. Cảm ơn. Có mua bánh tráng không anh Khoa? Khoa ơi, Bi Bi bán bánh tráng. Không được quay nha. Khoa uống chén không Khoa? 12.000 bịch, muốn ủng hộ VV nè anh Khoa. Lấy bịch vui vẻ đi anh Khoa. Anh Khoa để đây luôn nha, nát cái kính tiền anh nâng lấy tiền. Bao nhiêu bịch để mày thôi nha. Ủa VV đó. Ồ, nàng bún miếng mà. Bún miếng vịt, miếng gà. Hỏi mà chắc không qua bán trúng giấy số mà biết không? À, cô dâu Tây Hồng Hải thôi, bữa nay hôm qua cô bán giấy số trúng 30 của Đào Bình Dương ở Đài Phụ của cô dâu Tây biết không ạ? Biết. Tại có đổi mà. Đổi chưa? Đổi một tờ, mua 5 tờ. Ơ trước con còn 2 tờ chất đổi giùm con ấy. Tờ 30 luôn kìa. Ủa sao kỳ vậy, nãy tôi khi bà đổi tôi bảo đổi. Cây tờ cũng chúc mừng người trúng số, chúc VV trúng số nha mọi người. Tên nó trúng rồi. Đổi dùm 2 tờ. Nè đổi dùm 2 tờ 30 đi chất. Nè chất. Chất đổi dùm 2 tờ chất. Nè mua hết chất 10 tờ luôn rồi, 18 tờ nè. Đổi dùm 2 tờ nha cô vợ. Ê má, đang rụng má. Ủa 30 là 30 nè. Đúng rồi. Chị dâu tay có thấy không chị dâu tay? Ừ. Nhìn cái huyết liền. Nè chị dâu tay con này 30 nè, về chị dâu tay. Đại cụ mày đừng có quốc tao, tao mới ngủ dậy. Chị dâu tay nè, cái này là em nói chị bà chút 30 bây giờ để mua chị 18 tờ là 10 tờ là 200 là đủ nè đó. Đúng rồi, hôm qua có ai nói là mua giấy số không trúng được trả lại đó. Đây nè chị dâu tay. Chị dâu tay ăn quá rồi. Đúng rồi, rồi luôn á. Ăn ăn, tháo dần nha. Mà sao vậy chị dâu tay? Đi ơi. Chị dâu tay đuổi tôi hả? Thôi đi Bi Bi ơi. Thôi đi rồi má. Rồi chương trình là mọi người ơi, chị dâu tay đang ăn nha mọi người nha. Em sẽ qua phòng dưới là bà mua chưa hết chứ không phải, cô lấy hết, cô giấu cái mền để ủ đồ. Nó còn cái mền nữa. Đi chứ có điện thoại không, cho mượn điện thoại chứ. Gọi về nhà con cái chứ. Dứt. Hết tiền rồi. Cho mượn hỏi gọi nhà cái đi. Nói hết tiền là đi nha, để con. Nhất định đéo luôn ăn hết. Nè hát tăng chất à, anh ấy à. Thù quá trời. Ở hôm nay chức ăn một tô bún miếng rất là ngon nha cả nhà. Miếng gà, cái này miếng gà, miếng vịt gì chất? Vịt, cái này miếng gà, miếng vịt. Tên kiện trong. Thôi chức dùng cây kéo để cắt miếng nha, miếng nào dài quá. Ôi chức ăn chửi trên miệng gì chất?
từ từ ăn. Không kệ nó, nó không dám mua, nó có tiền nó không dám mua ăn, không cho. Ủa, hôm nay anh ấy yêu đời ghê ta. Không có một lâu nhất luôn á. À, Trưng nói chuyến này đi là có càng trống vậy luôn nè. Ai? Dạ. Chị chức thổi cho nguội đi ăn. Rồi chức dính cộng hành trên mặt thì chức. Ờ đúng rồi, đó đó gớt rồi, gớt rồi. Ủa nước lèo ngon lắm mấy chức, chức hấp hoài chức. Hết luôn rồi quá. Hết luôn hả? Trời ơi. Ủa chức mua ở đâu vậy chức? À ba pin bán hay gì chứ? Hôm nay con không thấy gì chứ, chích thuốc nha. Chích không kêu bé bé gọi, gọi bé bé rồi chích. Thôi nha. Tay ăn mặc gì ghê vậy ba? Trời ơi, kịp kèo nè. Trời dâm quá trời. Kim cả lên đi, kim cả lên. Cả ở nhà chị lên đây chơi. Lên like cho em. Ở nhà làm gì vậy? Ở nhà đi hết tóc. Lên chơi ở nhà chi buồn, còn nhớ kìa. Trời ơi, kêu mày bà lại báo nha. Nó gần môn lại rồi, đừng lo. Nó môn lại rồi, con nói à, nó trốn. Ghê quá, quán gì, cái ghê quá. Quán chống mặt luôn. Vậy. Trời ơi, vợ anh đẹp quá vậy. Vợ anh đẹp quá. Trời ơi, đẹp quá vậy, hàng treo ông cả, ông mê ngày mê đêm. Hàng chi, chất hàng chi hôm nay không lên luôn, ở nhà luôn rồi. Mặc vậy uống sữa. Sao chịu nổi? Ờ, mặc vậy sao chịu nổi, ở nhà uống sữa. Mặc vậy sao chịu nổi, ở nhà hai bình sữa cũng đủ no. Hả mày? Trời ơi, nay mày cho vợ ăn mặc kỳ vậy. Trời ơi, cỡ trần đeo mắt kiến nữa nè. Giữ trò vậy cả. Đó. Tối ngày vụ coi mưa số hoài vậy mày. Anh có trúng á bà, 30 không? Số xui vậy ba, bạc bẹo quá vậy. Có thằng Hưng nó trúng 10 tờ. Tối nay đi môn lại. Còn hết rồi. Chất thấy anh cả sao, chất nói thật lòng câu rồi. Dạ, ông nói kìa. Nó... Hai đứa cho quay chưa đủ đâu, có khách đâu mà quay. Kêu anh nói thêm gì đi. Cho coi hình lại chất, trời nãy con coi hình con muốn té xỉu luôn chất. Trời ơi, luôn. Nó đái trong quần luôn á. Ông lại đi, ông lại đi chứ trời. Ủa lại đi Hưng. Hưng tù quá trời. Ủa lại. Nay mệt trong người quá chứ ơi. Trời ơi, nay anh cả cấm nha, Nguyễn Văn cả. Cuộc gọi chấm dứt. Ai gì đó, chị Kiều đi. Chị Kiều dâm dục biến thái. Kiều là máy chất chứ mà có máy còn đâu. Từ chất đưa máy đây còn bấm gì Kiều cho.
anh em nữa kìa, đúng quá. Chắc sắp tới đi Trà Vinh hả? Đi ai? Đi nó nữa, chuyến này. Về chùa hả? Ở ngoài đó luôn đi. Trà Vinh. Ở ngoài đó tôi đâm những tính lại. Quỳnh Dương. Nè nữa nè, Quỳnh Dương. Cái gì vậy? Ngoài đó tu tâm dưỡng tính luôn đi, rồi chừng nào tu được rồi vậy. Vi Nhung không nói chuyện gì trước luôn. Dẫn trước rồi. Quá dở luôn. Quá dở. Mua lại nữa hả? Qua có mua lại không vậy Ngân? Có. Có luôn hả? Ngày nào cũng mua lại vậy? Ba lần mua lại. Trời ơi, nay tới tàu online. Vậy thôi chứ lấy số rồi chứ ngõ nhà đi để nâng qua nâng online cho khỏi ra đây chị cho mệt trời. Con là con nghỉ online đi chứ. À đúng rồi anh ừ. Còn vậy món nữa chứ lấy số rồi chứ ngõ nhà đi anh qua online thôi chứ ra đây chị cho mệt. Đúng chứ. Chuyến này đi có lò cào kéo rồi. Đây ta đi chùa ra ngoài ta lãnh ba cũng chẳng cần đi ra ngoài ta bán. Chắc đủ anh Khoa đi với kìa. Anh Khoa đi ba đồng không? Em đi chùa. Có gì cho em ăn không anh Khoa đổi quá. Bộ Y tế đã công nhận cho giới tính thứ ba không phải là bị bệnh gì hết, rất là vui. Bây giờ chỉ cần Quốc hội thông qua nữa là xong. Anh cho em xin miếng trà đá đi anh. Thôi ăn trước đi, ăn xong nhắc làm cũng được thôi. Là có nghĩa là anh Khoa hai đứa mình đám cưới không? Vô nói nghe em anh đám cưới không? Về đi ba chờ ở nhà kìa. Trời ơi không có rành bằng cốc ăn vừa khô đi trước vừa khô mấy tre ăn không? Cô tới mấy ông này nha anh đó mấy ông đó hả? Anh Khoa nói gì chất rồi mấy ông đi mấy ông lo cho gì chất quá đi ha. Trời ơi, mày đi chưa? Tao đang dài cái cốc nha. Rồi anh Khoa nói là bố. Anh Khoa nói vậy đúng không chứ? Rồi muốn Khoa đúng mà. Đừng con. Khoa nói đúng mà. Khoa nói đúng mà. Khoa nói rồi đây sắp tới được đừng ai like chơi chức nữa. Hỏi là chim là đúng luôn á. Thấy không? Ai cũng đồng ý với anh nói vậy không đúng rồi lắm. Nói nếu mà chức ra đây chức like không thì chức lãnh số ngõ nhà đi nên chạy qua like đâu chạy để cho gì chức từ đi bán đúng rồi nếu mà mấy anh không có hiếu cha mẹ mấy anh nó nên quay cho gì chức á mấy anh có nghĩ rằng á rồi cha mẹ mấy anh ở nhà thấy vậy á cha mẹ mấy anh có bùi không ôi trời ơi là chữ cha không rồi trời nhịn được luôn chứ cho em có đi cho mình không biết lo trời ơi trời ơi sao cha mẹ làm như là thiếu người đâu mẹ chồng tôi mới mua mảnh đất này trời ơi chết rồi. Vậy là tiếng tỏ chất bất hiếu mà bây giờ anh Khoa anh vòng vòng cái anh nói anh chửi chất nè. Các mạnh thường quân nói á là để cho gì chất từ khu bán không được quay like cho gì chất. Đổ mọi hộp luôn rồi. Không quay like cho gì chất. Giờ đấy chưa? Đổ mọi hộp rồi. Tôi cũng miếng với đồ nhiều. Đi chưa? Thiệt luôn á. Đúng luôn rồi đó. Chai coca miếng. Anh nói công nhận là đúng rồi anh ơi. Chính xác. Mấy anh cứ chở gì chứ đi ăn đi về vậy á. Mấy anh có khi nào chở mấy cha mẹ mấy anh đi ăn chưa? Trời ơi. Thôi bị đúng luôn. Đúng không chất. Mấy anh nói cái gì chứ vậy là cha mẹ mấy anh sẽ nghĩ như thế nào. Có chở ba mẹ đi ăn nha. Có không? Có. Anh không có không? Nói cái gì chứ gì đâu. Anh không có không? Không luôn. Anh không có luôn hả? Ok cha mẹ hả? Qua chửi đúng không? Đúng luôn, tại cha mẹ nè ở đây, không có ở đây. Đúng. Vậy là anh qua chửi đúng không? Đúng, đúng. Mấy con không có lấy tiền. Trời ơi, trời chết ơi, hôm nay sao bị để anh Khoa anh nói quá vậy? Làm thấy vậy chửi đúng không làm? Gặp em lại mấy giấy số trời vô đâu. Ai à, phải không? Trời ơi, lớn luôn chứ. Trời ơi, bỏ đi chất. Con nói chất bỏ đi. Trời luôn chứ. Trời luôn. Thôi, bỏ đi. Trời ơi, nó đúng quá cái chất cứng họng luôn rồi. Trời ơi, gì vậy? Yeah.
bỏ đi cái cây đó chứ trội á. Đi chưa? Trời ơi. Anh Hưng ơi, trên live nhớ nói là cái tô bún miếng là không có lấy tiền nha. Đã lên quảng cáo chết luôn á. Lên nói ăn tô bún hai mấy bảy ngàn à, chê mắt rồi nọ đó. Tối nay mà mày ra Yến Tử dòng cây câu quất mày nè. Mày môn lề quá. Môn lề quá. Trời ơi. Ok, nó kìa. Ở đời mà cũng không ra cho mẹ mình. Ơn chị. Trời. Cha mày chết rồi như đàn đứt dây. Cho muộn là chút. Ủa mà nãy giờ quay trước thì hỏi trước lại có cảm nghĩ đúng hay sai hả chứ? Thì gặp con là cũng nghĩ bán giấy số luôn. Lấy giấy số trời luôn hả? Ờ em chậm mặt qua nghĩ bán giấy số một tháng. Đúng rồi. Bà nói gì bà nói lại đi qua. Nói lại đi. Trời ơi. Ủa chừng mình có ăn tôi làm con không á. Tại 200 lần.